Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC 16. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mưa to, nhiều vách núi trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng bị sạt lở gây nguy hiểm cho giao thông. Ngoài ra, mưa lớn và lũ lụt cũng đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương khác. Chủ động phòng trừ sâu hại đúng cách cho lúa nếp muộn trong giai đoạn trổ bông và chín sữa, đảm bảo năng suất và chất lượng của loại lúa có giá trị kinh tế cao. Bắc Giang ghi nhận 12 ca COVID-19 sau nhiều ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Đặc biệt số ca mắc lần này là học sinh, ghi nhận gia tăng tại nhiều tỉnh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang có vị trí ngay trên bờ biển Khánh Hòa, nên suốt từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, thành phố Nha Trang có mưa rất to, khiến nhiều vách núi trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng bị sạt lở đất đá, gây nguy hiểm giao thông cho các phương tiện khi lưu thông qua những đoạn đường trên. Trên tuyến đường biển Phạm Văn Đồng, đoạn từ Nha Trang đi Thắng Cảnh Bãi Tiên, nhiều vách núi cao sát đường đã bị sạt lở do mưa lớn. Đất đá từ trên lở xuống, trong đó có nhiều tảng đá lớn, rơi vương vãi, lăn lóc trên đường, chiếm gần hết mặt đường. Rất may thời điểm sạt lở xảy ra vào gần sáng nên không gây thương vong cho người đi đường, nhưng đã gây nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua đoạn đường này vì sự cố sạt lở sẽ còn tiếp tục xảy ra bất kỳ lúc nào. Tình trạng này vẫn thường xuyên xảy ra khi vào mùa mưa bão, do khi mở tuyến đường Phạm Văn Đồng, đơn vị thi công đã cắt đôi nhiều quả núi, tạo thành những vách núi cao có độ nghiêng gần như thẳng đứng. Và sau những cơn mưa lớn, lớp đất bị cuốn trôi, khiến các tảng đá bị hỏng chân, lăn và rơi xuống. Còn tại tỉnh lộ 622B, đoạn thuộc xã Hương Trà, huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, sáng ngày hôm qua đã có hàng chục điểm lở núi kinh hoàng. Nước từ núi chảy xuống thành dòng, cuốn theo đất bùn trải dài trên đường. Ngọn núi này sạt lở vào hôm ngày 24 tháng 10, gây ách tắc toàn bộ đoạn đường này. Công ty cổ phần xây dựng giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đưa xe đến để khắc phục tạm cho dân qua lại. Người dân lưu thông rất khó khăn. Con thì dễ nữ thì khó, mà ta yếu thì lé rồi nó bùn đất đó nó dễ bị tán rồi á. Em còn quý bái cái bùn đất từ lâm này chân ấy, hôm nhờ các anh kia chắn ngõ xe rồi. Nói chung là mùa mưa thì ở đây thì năm nọ cũng vậy, em giáo viên đó thì dạ mấy năm rồi, năm nọ cũng vậy hả, đi về lúc nào cũng vậy hả, mùa mưa rất là sợ giờ sạt lở người đi lên xuống cũng rất là khó khăn. Từ ngày 22 tháng 10, mưa kéo dài đến mấy ngày sau, trung bình là từ 300 đến 400mm trên địa bàn đã gây sạt lở núi, nhiều tuyến đường giao thông. Người dân ở ba thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam gồm 490 hộ với 2.216 nhân khẩu bị cô lập. Nhiều tuyến đường giao thông nó bị sạt lở, đặc biệt là cái tuyến Hương Trà đi cái Trà Nham Cũ, hiện nay là nó sạt lở rất là nặng, khả năng khắc phục thì hiện nay là huyện mới chỉ đạo vấn đề là khắc phục tạm thời để cho đảm bảo cho người dân đi lại và xe máy đi lại được thôi, để phục vụ cho cái việc là cấp cứu khi có trường hợp người dân đau ốm, thuốc men. Còn lại thì các cái tuyến khác thì ngay sau khi nó kết thúc thì tranh thủ là cái thời tiết nó đang còn chưa mưa đó. Thì ngày hôm qua nay thì phải nói rằng là huyện đang chỉ đạo các cái đoàn đi xuống các xã để chỉ đạo khắc phục giao thông hết các tuyến. Ngoài ra, từ xã Trà Tân đi qua xã Trà Nham còn có sạt lở 4 điểm, tuyến đường từ xã Trà Bình đi xã Trà Tân sạt lở 2 điểm. Địa phương đã sơ tán 43 hộ với 169 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tạm khắc phục các tuyến đường bị thiệt hại nhẹ, còn lại các tuyến đường nặng thì đang đưa phương tiện tiếp tục tổ chức khắc phục để lưu thông tạm thời. Trong đêm 24 và rạng sáng ngày 25 tháng 10 năm 2021, lũ ở Quảng Ngãi bắt đầu rút. Vùng rốn lũ ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn đầy rác, bùn non, ngập các xóm làng, sạt lở đường giao thông kinh hoàng. Người dân sau 3 ngày bị cô lập vì lũ, giờ hàng ngàn người dân lại trở về nhà, còng lưng dọn dẹp. Theo thống kê của huyện Bình Sơn, từ đêm ngày 22 tháng 10 đến sáng ngày 24 tháng 10, trên địa bàn huyện Bình Sơn có mưa rất to, gây ngập lũ trên toàn địa bàn. Có 3 người mất tích, 29 tuyến kênh mương và công trình thủy lợi và 46 tuyến đường tại các xã, thị trấn trên địa bàn bị ngập, hư hỏng.
3 hồ nuôi cá tôm bị thiệt hại, ngập trôi gần 2.500 con gia súc, gia cầm, ngập úng hơn 235 hecta lúa, hoa màu và cây ăn quả. Hiện tại, chính quyền huyện Bình Sơn đang phối hợp với các địa phương cố gắng khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của các đợt mưa lũ do áp thấp nhiệt đới từ ngày 24 tháng 10 vừa qua đến nay cũng đã khiến cho vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, xảy ra tình trạng tôm hùm và cá nuôi chết hàng loạt do sốc nước ngọt, khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Từ ngày 24 tháng 10, khi mưa lớn xảy ra, lũ từ thượng nguồn sông Tam Giang đổ về vịnh Xuân Đài khá mạnh, kết hợp trời lặng gió, mật độ oxy hòa tan trong nước xuống thấp đột ngột, đã khiến gần 8.500 con tôm hùm lớn nhỏ cùng 1,2 tấn cá các loại, chủ yếu là cá mú, cá bóp của 22 hộ dân trong phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu bị chết trắng. Cá ngừ 5-7 tạ mà, tôm chết á. Nhà em sao? Nhà em mà chết hết sạch à, chết rồi bán không được, thui hết à. Nước dưới đáy nó bị hư á, xì lên nước nó thiếu oxy nó chết. Ở đây chẳng đây là người chết nhiều lắm, ở đây là chết quá nhiều. Hiện số ô lồng nuôi tôm hùm của thị xã Sông Cầu là rất lớn, 83.000 lồng và mật độ dày đặc. Trong mùa mưa bão, việc di chuyển đi các vùng biển an toàn rất khó thực hiện. Để tránh tôm hùm bị sốc nước ngọt khi lũ đổ về, trước mùa mưa bão, người dân thường chọn cách dìm lồng xuống sâu cách đáy 1 đến 1,5 mét và dằn lồng bằng mỏ neo đá. Tuy nhiên, khi dìm lồng xuống sâu, nếu gặp hiện tượng tảo tan, nồng độ hydro sulfur tăng và mật độ oxy hòa tan trong nước xuống thấp dưới 2mg trên 1 lít sẽ dẫn đến hiện tượng tôm hùm chết đột ngột. Nhất là theo dõi lồng nuôi, rồi thứ hai nữa là để điều chỉnh cái độ sâu cho nó phù hợp lý. Nếu tôm mà đạt cái tôm cá mà đạt cái kích cỡ thương phẩm thì nên thu hoạch đi, tại vì trong cái mùa mưa bão này giữ lại rất là nguy hiểm. Hiện trên thị trường, tôm hùm xanh có giá khá cao, hơn 800.000 đồng 1kg. Tôm hùm bông là 1,4 triệu đồng 1kg. Tại các vùng nuôi tôm của thị xã Sông Cầu, hiện số lồng thủy sản chưa đủ kích cỡ thương phẩm còn khá lớn. Khi mưa lớn kéo dài, áp thấp nhiệt đới và bão xuất hiện, thì người nuôi tôm hùm sẽ còn phải đối mặt với rủi ro và chưa có giải pháp nào thực sự hiệu quả. Thưa quý vị, Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km với vùng đặc quyền kinh tế biển rộng hơn 1 triệu km vuông, tạo việc làm cho khoảng 552.000 lao động trực tiếp trên biển và khoảng 4 triệu lao động dịch vụ nghề cá. Thủy sản Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, nguồn lợi thủy sản trên biển liên tục suy giảm qua các thời kỳ điều tra, từ khoảng 5,7 triệu tấn năm 2005, nhưng tới năm 2019 giảm xuống còn 3,95 triệu tấn, tương đương với giảm khoảng 23%. Trước áp lực khai thác ngày càng lớn, cộng với việc nguy cơ khai thác tận diệt vẫn tiềm ẩn, nên việc cần phải nghiêm túc thực hiện luật thủy sản, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản là vô cùng cần thiết. Sẽ có khoảng 8 nhóm giải pháp triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản cần được triển khai trong thời gian tới. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu đồng tình với các giải pháp trên tại hội thảo được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chiều nay. Báo cáo tại hội thảo cho thấy, trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ về mọi mặt cho ngư dân bám biển, ngư trường, chú trọng công tác bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, do trữ lượng thủy sản biển bị suy giảm, nên đã đưa ra giải pháp giảm số tàu khai thác. Tới nay, số tàu đã giảm xuống còn hơn 94.500 tàu so với khoảng 128.000 tàu vào năm 2010. Các chuyên gia cho rằng, cần phải tập trung giảm cường lực khai thác trên các vùng biển bằng các giải pháp khoa học công nghệ song song với việc giảm lượng tàu cá. Các cái học công nghệ để ứng dụng theo cái trong cái công nghệ khai thác cho nó hiện đại để phù hợp cái điều kiện, và cái nữa là cái giảm cái tổn thất sau thu hoạch các cái thiết bị cũng như là các cái dò tìm hoặc các đối tượng để chúng tôi khai thác những đối tượng có giá trị kinh tế mà không ảnh hưởng các loại cá khác để bảo vệ và nâng cao. Thì cái ứng dụng khoa học công nghệ đó là một trong những giải pháp mà chúng tôi trong 8 cái giải pháp này có cái giải pháp khoa học công nghệ để ứng dụng các công nghệ mới của thế giới để đi vào khai thác để bảo quản sau thu hoạch trong cái khai thác thủy sản Việt Nam. Dự thảo quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định đến năm 2030,
diện tích vùng biển, ven đảo được bảo vệ, bảo tồn hướng đến đạt 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia, theo mục tiêu được đề ra của Nghị quyết 36/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tương đương khoảng 60.000 km². Đối với khai thác thủy sản, tổng sản lượng khai thác thủy sản giảm xuống còn 2,8 triệu tấn, trong đó khai thác vùng nội địa là 0,15 triệu tấn, khai thác vùng biển là 2,65 triệu tấn. Sau hội thảo này, các ý kiến đóng góp của các cơ quan, địa phương và các chuyên gia sẽ được tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ để sớm triển khai các giải pháp bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản có hiệu quả trong thời gian tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời gian trầm lắng vì đại dịch Covid-19, thời điểm này bà con nông dân ở làng qua Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp họ vô cùng phấn khởi khi thương lái đến làng qua này ngày càng nhiều, sức mua qua kiển cũng đã dần tăng lên. Và có thể nói việc khôi phục lại kinh tế lúc này đang được người nông dân mong chờ hơn bao giờ hết. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên thời sự. Hơn 3 tháng giãn cách vì dịch Covid-19, trên 10.000 chậu hoa trong vườn nhà chị Phụng không thể tiêu thụ được. Tuy nhiên, từ khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, hơn 4.000 chậu đã được xuất giàn. Cả này thì cũng lái đi mua, cũng dập dìu cũng được. Hôm gần dịch, mấy tháng dịch thì không có ai chứ có mua, mà đều mua ở trên điện thoại không mà qua mạng chứ không có đi lại tận vườn. Còn cả này hết dịch, đi qua lại được thì có lái đi cũng đông đúc. Người dân cũng mua bán được, cũng hào hứng, cũng vui. Hoa kiểng được tiêu thụ mạnh trở lại giúp bà con nông dân có thêm thu nhập, hàng trăm lao động ở địa phương trở lại với công việc thường nhật. Từ việc gói hoa cho đến việc vận chuyển, chăm sóc hoa kiểng, mỗi lao động nữ nhận được mức tiền công từ 170 đến 200 ngàn đồng một ngày, còn lao động nam từ 200 đến 250 ngàn đồng một ngày. Hết dịch được rồi đi làm cũng phấn khởi, với phần tìm được mũi vaccine cũng an tâm đi làm được thì mừng, phấn khởi, có điều kiện lo cho gia đình. Theo thống kê của Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, hiện tại sức mua hoa kiểng ở làng hoa Sa Đéc đã được phục hồi khoảng từ 60 đến 70% so với trước. Thời điểm này, ngoài việc cải tạo lại khu vườn, tích cực chăm sóc để có đủ hoa cung ứng cho thương lái, thì bà con cũng đang chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nơi ở nhà giao cũng nhiều tỉnh lắm. Giao miền ngoài có, tới Bình Thuận cũng có, nói chung là giao đủ tỉnh hết. Mà người ta gửi đơn về, gửi to về, đa số nhiều chứ khách đi trực tiếp cũng ít. Ta gửi đơn về, cái mình chụp hình, gửi cây qua, cái mình giao cây thôi. Những chuyến xe chở đầy ắp hoa kiểng liên tục lăn bánh trên các tuyến đường mang theo niềm vui và sự phấn khởi của bà con nông dân làng hoa Sa Đéc, đánh dấu một nhịp sống mới, một niềm hy vọng mới về một làng hoa sung túc trong điều kiện an toàn và thích ứng với tình hình mới. Vâng, không chỉ có làng qua Sa Đéc ở tỉnh Đồng Tháp mà tại nhiều làng qua khác trên cả nước hiện nay họ cũng đang tất bật cho vụ qua cho mùa Tết năm 2022 ạ. Dạ vâng, đúng là như vậy. Ngay tại thời điểm này thì những người trồng hoa ở thành phố Đà Nẵng cũng đã đang vào vụ ươm trồng, chăm bón và chuẩn bị cho thị trường hoa Tết năm 2022. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, nhiều người trồng hoa đã mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào ươm trồng và sản xuất. Vâng, có thể thấy hiện nay là việc ứng dụng công nghệ cao vào canh tác có thể coi là một giải pháp mang tính bền vững với nhiều lĩnh vực trong nông nghiệp và trồng hoa cũng không phải là ngoại lệ. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên thời sự. Được chuyển giao công nghệ ươm giống hoa cấy mô từ năm 2017, đến nay anh Trần Trùng Quốc đã chủ động ươm trồng cây giống. Vụ hoa Tết năm nay, gia đình anh đầu tư khoảng 5.000 chậu hoa dạ yến thảo phục vụ thị trường. Với việc sử dụng phương pháp này, màu sắc các loại hoa cũng đa dạng hơn và thu hút nhiều người mua. Mình lựa chọn là cái thời với cái thằng mình gieo giống nữa, để mình giá thành cũng như nhau, không có khác gì. Cái thời vô chọn có màu, có ngay để thu hút người chơi và mua. Còn mấy bữa mình làm có mấy màu thì che kêu rằng ít màu kia đó. Anh chị lần lần rồi cũng chạy theo với phục vụ cho bà con. Đối với các loại hoa cúc,
năm nay 28 hộ dân canh tác trên diện tích 4,5 hecta tại hợp tác xã Hoa Dương Sơn cũng mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng và áp dụng xen kẽ phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ cao. Đây cũng là xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng. Thay vì được 1/3 diện tích đất của mình ấy, có nhà bọt thì mình sẽ làm chuyển một ít lên hoa công nghệ cao, còn một ít để là hoa truyền thống. Còn cái dòng đàn này thì nói chung thì mạnh đầu tư thì cây nó phát triển mạnh. Người nông dân với lại cái người khách hàng thì họ cũng yêu cầu cái hoa cao cấp hơn, thì chúng ta cũng đã triển khai là sản xuất một số cái giống hoa lan, ví dụ như lan mô ca ra rồi một số cái loại hoa và cây mô, ví dụ như hiện nay chúng ta cũng đã nhân rộng cái này thì có cái hoa đồng tiền cây mô thì vẫn là cái dạng hoa đẹp nhưng mà tuy nhiên là cái yêu cầu cái kỹ thuật rất là cao, rất là khó. Cho nên cái vấn đề này thì cũng đã triển khai được vài năm rồi, nhưng thì hiện nay cũng đang tiếp tục là triển khai nhân rộng. Hiện nay, vùng trồng hoa trọng điểm huyện Hòa Vang xuống giống hơn 250.000 chậu hoa các loại trên diện tích 1.300 m². Tuy số lượng hoa xuống giống giảm hơn so với mọi năm, nhưng các hộ vẫn chú trọng đầu tư vào chất lượng, công nghệ và kỳ vọng về một vụ hoa Tết được mùa, được giá. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù vụ lúa mùa đã kết thúc cách đây gần một tháng, tuy nhiên tại nhiều địa phương ở khu vực miền Bắc, trà lúa nếp muộn vẫn đang ở giai đoạn cuối vụ, tức là giai đoạn trổ bông và chín sữa. Dạ vâng, ở giai đoạn này, nếu không phòng trừ sâu hại đúng cách, sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất cũng như là chất lượng của loại lúa cho giá trị kinh tế cao này. Cụ thể những cảnh báo của tình trạng này ra sao? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Tại nhiều cánh đồng lúa nếp muộn trên địa bàn tỉnh Hải Dương, bệnh lem lép hạt và đạo ôn cổ bông đã xuất hiện, khiến nhiều diện tích lúa bị đen hạt, bạc bông. Tại các diện tích lúa đang trổ bông xanh tốt, dịch bệnh sẽ càng có điều kiện phát triển mạnh, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông, khô vằn, thối thân. Lúa khoảng cỡ độ 15 đến 16 ngày nữa là nhân dân bắt đầu nhuộm bắt tay thu hoạch. Thế thì vừa rồi là chúng tôi là do cái ảnh hưởng thời tiết, do cái hoàn lưu cơn bão số 7, cơn bão số 8 có bị mưa nhiều. Lúa thì tốt, cho nên chúng tôi khuyến cáo nông dân là tập trung vào cái ba cái đối tượng. Đối tượng thứ nhất là lúa nó tốt, mưa gió nhiều thì nó dễ bị cái bệnh như vậy là khô vằn. Cái đối tượng thứ hai là cái đối tượng bị nêm nếp hạt. Cái đối tượng thứ ba nữa là sự bệnh đạo ôn. Để đảm bảo năng suất, sản lượng lúa nếp giai đoạn cuối vụ, ngành nông nghiệp các địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng để đánh giá kịp thời tình trạng lây nhiễm, dịch hại. Từ đó đưa ra cảnh báo kịp thời cho nông dân trong phòng trừ dịch hại. Khi mà thấy một số bệnh dấu hiệu trên đồng ruộng cũng cần có biện pháp chủ động. Ví dụ như trong đoạn này có thể một số bệnh có thể gây hại, ví dụ như là bệnh khô vằn, thứ hai là bệnh nếp hạt, thứ ba là có thể là bệnh thối thân, và thứ tư nó có thể bệnh đạo ôn cổ bông gây hại trên lúa nếp. Bà con nông dân chúng ta cần phải thường xuyên chủ động đi thăm đồng thường xuyên để có biện pháp kịp thời sử dụng số thuốc phòng trừ. Và lưu ý là khi sử dụng thuốc chúng ta cũng hết sức chú ý, vì đây giai đoạn này cũng cần phải đảm bảo thời gian cách ly để không tồn dư cái dư lượng trên nông sản của mình. Riêng với bệnh thối thân, ngành nông nghiệp tỉnh Hải Dương cho biết đây là bệnh do virus gây ra, không có thuốc đặc trị. Do đó bà con không nên phun thuốc, tránh lãng phí. Tại những diện tích nhiễm bệnh, cần thu hoạch sớm, vệ sinh đồng ruộng để tránh phát sinh, lây lan dịch bệnh trong mùa sau. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 8 năm thực hiện, ứng dụng bộ bản đồ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã góp phần điều chỉnh lịch xuống giống giúp cho bà con nông dân tránh được các tác động bất lợi của tình trạng hạn hán, mặn xâm nhập thường diễn ra trong các vụ lúa đông xuân. Ở nông nghiệp thông minh với khí hậu là phương pháp tiếp cận nhằm đạt được sự kết hợp hài hòa giữa năng suất cây trồng, sự thích ứng và giảm thiểu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Dạ vâng, đây là kết quả được nêu ra tại Hội nghị Tổng kết chương trình biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á diễn ra tại chiều qua ngày 26 tháng 10 ở Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế tổ chức. Vào năm 2013, chương trình biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á đã triển khai các hoạt động thúc đẩy nông nghiệp thông minh với khí hậu để giải quyết tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, xây dựng những bản đồ khí hậu vùng dễ bị ảnh hưởng. Với sự điều phối của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế
IRRI, Văn phòng Việt Nam. Chương trình đã phối hợp với các đối tác tại Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Philippines và Thái Lan thực hiện nhiều hoạt động nghiên cứu và phát triển mô hình nhằm chuyển đổi ngành nông nghiệp trong khu vực. Kết quả nổi bật của chương trình là việc xây dựng và ứng dụng thành công bộ bản đồ rủi ro và lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu cho 43 tỉnh, thành phố trên cả nước. Xây dựng các bản đồ vùng ảnh hưởng ở những nước dễ tổn thương ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, một quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, cần liên tục phải có những sáng kiến đổi mới, tạo điều kiện cho các quốc gia tránh được những thiệt hại khi dựa vào những bản đồ vùng nguy cơ cao. Và xác định được cả những cái nguy cơ tự nhiên và cả cái nguy cơ nhân tạo trên từng cái địa bàn. Và sau khi thực hiện ở tỉnh thì chúng tôi cũng tiến hành đến cấp huyện để thực hiện một cái mục tiêu kép, tức là vừa nâng cao được năng lực của các cái cán bộ phụ trách nông nghiệp ở địa phương và cũng vừa cập nhật được thêm các cái dữ liệu của bản đồ hàng năm. Các kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ, xử lý rơm rạ và quản lý sau thu hoạch đã được nhân rộng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ hàng nghìn nông dân sản xuất và nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, các công cụ đã phát triển sẽ tiếp tục đóng góp xây dựng, đo lường, báo cáo, kiểm định phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp và hỗ trợ hoạch định chính sách giúp Việt Nam đạt được cam kết về giảm thiểu phát thải trong nông nghiệp. Chương trình SICAP Đông Nam Á cũng đã có nhiều hỗ trợ về chính sách, chiến lược cho Việt Nam. Điển hình là hỗ trợ việc hoàn thiện và đệ trình đóng góp do quốc gia tự quyết định trong lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp đầu vào cho chiến lược chuyển đổi nông nghiệp bền vững và quy hoạch tổng thể về lúa gạo, đóng góp cho các đệ trình của Việt Nam vào công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và hội nghị thượng đỉnh về hệ thống lương thực thực phẩm của Liên Hợp Quốc. Chương trình biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á đã kết thúc. Kết quả và thành tựu của chương trình sẽ được tiếp tục lồng ghép trong các sáng kiến tiếp theo của ONE-CGIAR với các nước ASEAN để xây dựng giải pháp toàn diện nhằm ứng phó và giải quyết các vấn đề cấp bách về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và dinh dưỡng, sự đứt gãy chuỗi cung ứng nông nghiệp, cạn kiệt tài nguyên. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, vào tối 26 tháng 10, Trung tá Hoàng Bách Tùng, đồn trưởng đồn biên phòng Triệu Vân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cho biết đang chờ ý kiến của lãnh đạo cấp trên rồi mới đưa ra phương án xử lý chiếc tàu ma vừa trôi dạt vào bờ biển thuộc huyện Triệu Phong trên địa phận quản lý của đồn này. Theo Trung tá Hoàng Bách Tùng, chiếc tàu này do người dân địa phương phát hiện trôi dạt vào bãi biển thôn 8, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong lúc 13:30 cùng ngày. Thời điểm phát hiện, trên tàu có một số vật dụng nhưng hoàn toàn không một bóng người. Đây là chiếc tàu gỗ có cấu tạo như một tàu đánh cá, dài 18m, rộng 4m, cao 3,5m. Tàu sơn màu xanh xám, trên thân có ghi chữ Trung Quốc, kèm số hiệu 0148. Đồn biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, neo chiếc tàu tại bờ và chờ phương án xử lý, lập biên bản vụ việc. Cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, đến ngày hôm nay, tỉnh Bắc Giang vừa ghi nhận 12 ca COVID-19 ở xã Thượng Lan, huyện Việt Yên sau nhiều ngày không có ca nhiễm cộng đồng. Trong khi đó, ở Quảng Nam ghi nhận một số ca mắc mới là học sinh. Một số địa phương khác tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Liên quan đến ổ dịch ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam sáng nay ngày 27 tháng 10, ngành y tế huyện này thông báo đã hoàn tất test nhanh sàng lọc học sinh của 3 trường học trên địa bàn. Kết quả trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Nam Trà My có 159 trường hợp dương tính. Tại trường trung học cơ sở Trà Mai và trường tiểu học Kim Đồng, mỗi nơi có 2 trường hợp test nhanh dương tính. Qua test nhanh, người dân trên địa bàn huyện, 20 người có kết quả dương tính. Còn tại Bắc Giang, tỉnh này cũng phát sinh 2 ca F0 ở thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Cả 2 bệnh nhân này đều tiếp xúc với 1 ca F0 tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Trong sáng ngày 27 tháng 10, liên quan tới các ca COVID-19 mới phát hiện tại thủ đô, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội vừa ra thông báo khẩn tìm người tới quán cắt tóc tại số 55 ngõ 140 đường Trần Phú, Hà Đông và tìm người đến đám hiếu cụ Nguyễn Thị Si, đám cưới gia đình ông Nguyễn Thế Trị ở thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ngày 23-24 tháng 10. Cùng ngày, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã cho phong tỏa toàn bộ chợ Vĩnh Long trong 3 ngày kể từ ngày 27 tháng 10, vì xuất hiện nhiều ca dương tính với COVID-19 trong chợ. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất mở lại hầu hết các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn của thành phố sau ngày 15 tháng 11.
Dạ vâng, cũng xin được. Trong đó, từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 sẽ khôi phục 16 tuyến xe buýt quan trọng kết nối với các đầu mối trung chuyển như bến xe liên tỉnh, bến xe buýt. Từ ngày 8 tháng 11, dự kiến thêm 29 tuyến lăn bánh trở lại nếu tình hình chuyển biến tốt. Sau đó, các tuyến xe buýt chính như các tuyến hướng tâm, xuyên tâm, vành đai, tuyến có lộ trình độc đạo, không có phương án tuyến khác thay thế, tuyến đi qua các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tuyến đi qua chợ đầu mối cũng sẽ được khôi phục. Giai đoạn tiếp theo, từ ngày 15 tháng 11, khôi phục thêm 41 tuyến còn lại trong mạng lưới xe buýt. Riêng các tuyến có lượng hành khách đi lại hầu hết là học sinh, sinh viên, như tuyến số 50, 52, 86, sẽ khôi phục theo kế hoạch tổ chức đi học lại của các trường. Thời gian phục vụ từ 4 giờ đến 19 giờ hàng ngày, số chuyến hoạt động bằng 70% số chuyến trước dịch. Xin được thông tin thêm, đó là đối với các tuyến xe buýt không trợ giá, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố có văn bản đề nghị các doanh nghiệp vận tải đang khai thác, ra soát phương tiện, nhân sự, đảm bảo điều kiện hoạt động để đăng ký thời gian và phương án hoạt động các tuyến này. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp vận tải, Trung tâm sẽ trình cấp thẩm quyền cho khôi phục hoạt động. Riêng các tuyến không trợ giá tỉnh liên kề cần thống nhất phương án hoạt động với tỉnh lân cận trước khi có quyết định khôi phục. Trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, giá lợn hơi ghi nhận tăng ở ba miền nhưng người chăn nuôi vẫn chưa mặn mà với việc tái đàn. Người tiêu dùng vẫn phải mua thịt với mức giá cao nhất trên thế giới. Còn tại Trung Quốc, chính phủ nước này tiếp tục chính sách thu mua thịt lợn nhằm bình ổn giá, vốn đã bắt đầu giảm sâu trong những tháng vừa qua. Sáng nay ngày 27 tháng 10, giá lợn hơi ghi nhận tăng ở cả ba miền Bắc, Trung và Tây Nguyên. Cụ thể, mức tăng dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng một kg. Hiện dù giá lợn hơi đã tăng trở lại, tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn chưa mặn mà với việc tái đàn. Nguyên nhân do dịch tả lợn châu Phi đang tái phát, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và sự bấp bênh trong giá lợn hơi trên thị trường. Hôm nay, giá lợn hơi tại miền Bắc tiếp đà tăng tại nhiều tỉnh thành so với ngày hôm qua, tăng cao nhất 5.000 đồng một kg, dao động trong khoảng 46 đến 52.000 đồng một kg. Cụ thể, sau khi tăng từ 1 đến 2.000 đồng một kg, thương lái tại Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình đang thu mua lợn hơi với giá 46 đến 52.000 đồng một kg. Tương tự, Lào Cai, Vĩnh Phúc và Phú Thọ lần lượt điều chỉnh giao dịch lên mức 48 đến 49.000 đồng một kg. Tỉnh Bắc Giang cũng tăng thêm 5.000 đồng một kg lên 50.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên tăng rải rác 2.000 đồng ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nâng giá thu mua lên 46.000 đồng một kg. Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận thay đổi mới về giá trong ngày hôm nay. Giá lợn hơi trong hôm nay tại miền Trung Tây Nguyên dao động trong khoảng 44 đến 46.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam đứng yên vẫn giao dịch quanh mức 45 đến 46.000 đồng một kg. Dạ vâng, thưa quý vị, những ngày qua thì giá lợn hơi đã chạm đáy, tuy nhiên thì người tiêu dùng vẫn phải mua với mức giá được xem là cao nhất trên thế giới. Nghịch lý này đang gây bức xúc trong dư luận, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài khiến thu nhập của đa số người dân sụt giảm trầm trọng hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng phần chênh lệch giữa giá bán tại chuồng với giá bán đến tay người tiêu dùng đang chảy vào túi bộ phận trung gian là các thương lái. Vâng, việc điều chỉnh khâu trung gian trong thời gian tới là điều cấp thiết để bình ổn giá thịt lợn trong bối cảnh cả dịch bệnh trên người và dịch bệnh trên động vật còn nhiều diễn biến phức tạp. Phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó. Để 1kg thịt lợn đến tay người tiêu dùng, hiện phải trải qua 4 khâu. Thương lái đi gom thu mua heo, tập kết ở một điểm và bán lại cho lò giết mổ. Sau đó lò giết mổ bán lại cho thương lái. Thương lái bán lại cho người bán lẻ. Sau đó người bán lẻ lại bán cho người tiêu dùng. Theo phân tích của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong khi giá heo hơi xuống còn 28 đến 32.000 đồng một kg như thời gian vừa qua, giá thịt heo ở chợ vẫn bán từ 110.000 đến 140.000 đồng một kg tùy loại, tương đương với mức giá vào thời điểm heo hơi được bán ở mức 50.000 đồng một kg. Phần chênh lệch giữa giá bán tại chuồng với giá bán đến tay người tiêu dùng được cho là đang chảy vào túi bộ phận trung gian là các thương lái. Đây cũng là lý do khiến cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng bị thiệt thòi trong thời gian vừa qua. Cái khâu lưu thông phân phối nó chiếm nhiều cái thị phần tỷ lệ quá, cho nên trong giai đoạn này vì cũng phải nói rằng là do cái việc kiểm soát dịch
tăng cái chi phí, mọi cái chi phí cho cái việc phân tích rồi thì cho cái việc phòng chống dịch cho nên tăng rất nhiều. Nhưng cũng phải nói rằng là trong bối cảnh như thế thì nhiều cái đối tượng thương lái cũng phải lợi dụng cái việc này để tăng giá. Trong khi đó thì chúng tôi theo dõi rằng là những cái chợ dân sinh ở những cái vùng nông thôn ấy, thì người ta cũng chỉ bán ở góc độ từ 80 cho đến 90 ngàn. Và nếu bán 80, 90 ngàn vì những cái chỗ này là cái chỗ người ta không phải vận chuyển đi xa. Cho nên chứng tỏ rằng cái việc mà phân phối lưu thông ở cái khâu này đang có vấn đề tắc. Ngoài khâu trung gian, đại diện Cục Chăn nuôi cũng cho rằng thị trường thịt lợn của Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng bởi một số doanh nghiệp lớn. Các doanh nghiệp này chiếm thị phần chi phối, nhưng không chỉ chăn nuôi heo, họ còn có lò giết mổ, hệ thống phân phối, có đội xe vận chuyển, thậm chí không ít đơn vị còn sản xuất, phân phối cả thức ăn chăn nuôi. Nghĩa là họ đang quản lý và sản xuất từ gốc tới ngọn. Đáng lẽ ra, giá bán các loại thịt của doanh nghiệp trong các siêu thị sẽ phải thấp hơn khi giá heo hơi giảm sâu như thời gian vừa qua. Nhưng cũng theo báo cáo của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, giá thịt lợn tại các siêu thị vẫn ở mức cao từ 130 đến 200.000 đồng một kg tùy loại. Xét ra theo lý thuyết, thì hiện tại chưa có doanh nghiệp nào để đủ cơ cấu để có thể điều chỉnh thị trường. Nhưng dù sao chăng nữa thì những doanh nghiệp lớn nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Nói đơn giản như 16 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn. Đấy, hiện tại bây giờ có khoảng độ trên 6 triệu cái con lợn thương phẩm. Nó chiếm khoảng độ 23-24% tổng cái đàn lợn thịt của toàn quốc. 16 doanh nghiệp này nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái thị trường. Còn nhớ hồi tháng 2 năm 2020, khi giá heo hơi bị đẩy lên mức trên 84.000 đồng một kg, giá cao nhất thế giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phải họp khẩn và yêu cầu 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn cam kết và thực hiện giảm giá, thì ngay lập tức thị trường thịt lợn hơi hạ nhiệt chỉ còn 72 đến 75.000 đồng một kg. Như vậy không chỉ khâu trung gian, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn cũng đang là yếu tố được cho là tác động mạnh mẽ đến thị trường thịt lợn trong nhiều năm qua. Trước tình hình này, chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đó là giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ tài chính cho bà con nuôi có số lượng heo tồn lớn, đồng thời yêu cầu phải tổ chức thanh tra, kiểm tra, làm rõ chi phí của từng khâu trong chuỗi giá trị, kiểm tra sự chênh lệch giá bán, rà soát lại việc xuất nhập khẩu thịt heo, kịp thời xử lý những vi phạm nếu có. Liên quan đến thông tin về tiêu dùng, mới đây một chuỗi siêu thị hải sản tại thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hiện trong lô hàng nhập khẩu từ Na Uy có một con cua hoàng đế có màu sắc siêu hiếm màu tím xanh. Sự việc này ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có người đã dám trả số tiền gần gấp 25 lần để sở hữu con cua này. Thế nhưng cửa hàng quyết không bán. Theo chia sẻ của chủ siêu thị này, đây là con cua có màu xanh tím duy nhất trong hàng ngàn con mà hệ thống này nhập về kể từ trước đến nay. Con cua này có trọng lượng 2,8 kg khi được đưa về nhà hàng. Tình trạng của nó rất khỏe và bơi tốt. Giá cua hoàng đế tại cửa hàng hiện nay là 2,2 triệu đồng một ký, nhưng đã có người đến xem và từng trả số tiền gấp 25 lần cho con cua màu xanh tím này. Tuy nhiên, hệ thống siêu thị đã quyết định không bán mà sẽ gửi đến Viện Hải Dương Học Nha Trang nhằm mục đích nghiên cứu đặc tính của con cua đặc biệt này. Đây là con cua có màu sắc siêu hiếm gặp, tính đến hiện tại trên thế giới chỉ ghi nhận 3 trường hợp. Lần cuối được nhìn thấy loại cua có màu sắc này là vào năm 2014. Trước đó vào tháng 1 năm 2014, một con cua hoàng đế có màu tím xanh như hoa oải hương đã được phát hiện trong lô hàng nhập khẩu từ Nga về Nhật Bản. Con cua nặng khoảng 3,5 kg, chiều dài khoảng 1 mét. Theo các chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu Hokkaido Nhật Bản, nguyên nhân khiến con cua có màu sắc này là do ảnh hưởng của chế độ ăn uống hoặc đột biến gây thiếu hụt sắc tố. Vâng, cũng liên quan đến một câu chuyện rất đặc biệt khác thưa quý vị và các bạn. Như chúng ta biết, trong những ngày sắp tới đây là ngày lễ Halloween đang đến rất gần. Bí ngô thường xuất hiện trong dịp nghỉ lễ Halloween để cho tất cả mọi người chúng ta trang trí nhà cửa. Vì vậy, dù chưa đến lễ Halloween, bí ngô đã cháy hàng. Và trên thị trường hiện nay, không chỉ có các loại bí ngô mini với nhiều hình thù khác nhau, mà còn có cả những quả bí ngô siêu to, siêu khổng lồ như thế này, nặng vài chục cân, vô cùng độc đáo, lạ mắt. Thế nhưng, mặt hàng này cũng đang được khách hàng tìm mua từ rất sớm. Một cửa hàng kinh doanh hoa tươi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang bán những quả bí siêu khổng lồ nặng từ 34 đến 49 kg, giá bán từ 180.000 đến 210.000 đồng một kg. Như vậy, mỗi quả bí ngô có giá dao động từ 6 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng mỗi quả. Thế nhưng chỉ trong vòng nửa tháng, cửa hàng đã bán được hơn 1 tấn bí ngô khổng lồ. Bí ngô có màu cam và màu vàng có thể trưng bày được khoảng 2 tháng mà không lo hỏng, được cửa hàng đặt mua tại các nhà vườn ở Đà Lạt. Do nhà vườn trồng số lượng có hạn nên cửa hàng phải làm việc trước với họ để chọn kích cỡ số lượng quả. Cũng theo chủ cửa hàng này, loại bí ngô siêu khổng lồ chủ yếu chỉ để trưng bày, nếu dùng để chế biến món ăn không ngon như bí thông thường vì nó bị xốp, không ngọt.
Thưa quý vị, cà phê Robusta, loại được sử dụng trong các đồ uống hòa tan, đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm khi các nhà đầu tư đang tăng cường tích trữ. Cà phê Robusta đã tăng tới 3,7% tại London trong phiên giao dịch mới nhất. Giá cà phê Robusta giao tháng 1 tăng 2,5% lên mức 2.195 đô la Mỹ một tấn tại London, sau khi chạm mức cao nhất trước đó kể từ tháng 2 năm 2017. Trong khi đó, cà phê Arabica, loại được các chuỗi cà phê ưa chuộng, tăng 2%. Tại thủ đô Hà Nội, các bà nội trợ lại đau đầu khi mà giá rau xanh đang tăng vọt tại các chợ truyền thống suốt hơn một tuần nay. Dự báo giá rau vẫn chưa giảm trong những ngày tới đây. Một mớ rau muống có giá tới 15.000 đồng, trong khi vài ngày trước người dân chỉ phải trả từ 5 đến 7.000 đồng. Các loại rau như mồng tơi, cải xanh cũng tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 với giá 15.000 đồng một mớ. Thậm chí có loại cải xanh 3 ngày nay lên đến 40.000 đồng một kg. Giá rau đắt hơn nhưng chất lượng lại kém hơn trước. Giá nó đắt hơn khi mà rau nó không ngon đâu. Nói chung là giờ phải gấp 2,3 chứ không phải là gấp rưỡi đâu. Đắt lắm chị ạ. Đắt đỏ bán khó bán lắm. Ở nhà nó lên cao, xuống đây bán đắt giàn nó mua nó. Đắt quá người ta mua người ta kêu lắm. Thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội có khoảng 600 hộ dân trồng rau. Thời gian vừa qua mưa nhiều ngày cùng thời tiết lạnh đột ngột khiến 100% diện tích rau ăn lá bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, dịch COVID-19 đã khiến sản lượng trồng rau tại đây giảm sút. Bên cạnh đó, một loại rau vụ đông mới bắt đầu được gieo trồng vẫn chưa kịp lớn. Còn là hai xào thôi, nhưng mà cái đợt Covid thì là rau rẻ lắm. Bây giờ thì rau được giá là 7-8 nghìn. Cách đây mấy hôm còn rau 10 nghìn. Cái lúc mà Covid nó rẻ là người ta không làm, với cả mưa bão, mưa ngập nhiều, thì đâm ra là mình làm rau ở đây chỉ trong vòng chỉ độ 25-29 ngày thôi. Coi như là đợt vừa rồi là vì là Covid, đâm ra cái thứ nhất là Covid, người ta cũng đợt Covid nó rẻ quá không tiêu thụ được, mà gọi đến các lơi các sở cũng không thấy cô về để coi như hỗ trợ cho dân, cho nên là dân người ta chán, người ta cũng bỏ lại ruộng, người ta không làm. Mà sau khi cái thứ nhất, cái thứ hai là nó dập vào mưa, dập mưa coi như liên tục, coi rau không lên được, thì là rau lúc đã rẻ xong bây giờ lên đất, nó lên đất thì là rau không có. Theo các hộ sản xuất, hiện nay rau vụ đông chưa thu hoạch rộ, trong khi đó rau vụ hè đã hết mùa. Tại thời điểm rau vụ hàng năm, giá rau luôn tăng lên đáng kể và sẽ giảm mạnh sau đó. Dự kiến trong tuần tới, giá rau xanh vẫn ở mức cao và có thể giảm sau 2 tuần nữa khi rau vụ đông chính thức cho thu hoạch rộ.